Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mod một skin mới, cũng cũ rồi nhưng mà mới đôi với mình, mới đôi với cái kênh của mình. Ok, để mình xuống cái. Ui, 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 ui. Rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mod skin Miss Fortune nha, trong liên minh điện thoại. Ây, 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 ây. Miss Fortune bản giả lập. Mít Fortune skin gia lập. Đó. Này, để mình nè. Vũ rủ bốn đứa đi. Đó, rồi nó bắn nè. Mình mod skin mod luôn súng nha. Đấy. Mod skin là mod luôn súng. Thì nó cũng nói chung là nó cũng đơn giản nè. Nó mình mod bằng cái PC Trainer 5, cái F6 á, mình chuyển nó thành F6 rồi mình mod. Rồi ok ha. Để mình tắt cái truy nã coi. Thì mình nói chung là mình mod nói chung là cũng có nhiều nhân vật trong liên minh thôi. Nếu mà các bạn muốn thích nhân vật nào để mình tìm, như có Yasuo hoặc là Lee Sin đó, để mình kiếm, mình hướng dẫn mod luôn. Rồi mình mod thêm để giống như là mình mod mod trong PC PC Trainer 5 á, thì F6 á là mình mod cái gọi thêm người nha cũng được. Thì đầu tiên chắc mình sẽ hướng dẫn trước đi, hướng dẫn hướng mà dẫn gọi đổi skin xong rồi gọi nó thêm người. Thì đầu tiên là mình bấm F6 nha. Cái này là ban đầu là F4, mình chuyển nó thành F6 ha. Ban đầu nó PC Trainer 5 là nó cài, nếu mà các bạn cài mặc định nó là F4 thì mình chuyển F6. Và bạn mở F6 lên, bạn chọn xuống play option này. Play, di chuyển bằng nút lên bằng nút 8 rồi xuống bằng nút 2 nha. Chọn bằng nút 5 và thoát bằng nút 0. Nha, cái PC Trainer này. Chuyển xuống bấm xuống 2 xuống play play option. Chọn xong chọn change model. Xong mình thì mod vô trong cái MB Femay patch 1. Mình mod nó ở body build 1 ha, cái mod số 4 này. Đó. Mod số 4. Trước là Mai. Bữa nay mình sẽ mod số 4 là này ha. Rồi. Thì để mà gọi người ra giống như hiện tại mình gọi nè, thì bạn vào cái bone gao nè, body gao. Ban đầu là mình muốn mod skin mình thì cứ chọn lay xanh, còn mà muốn mod kêu thêm người á, kêu thêm đệ tử á, bồ đồ á thì bấm body gao. Rồi chọn spa body gao. Rồi cũng chọn ý. Lỡ bấm cái số 0 nè. À, rồi mình cũng chọn Ambe Fail F1 luôn. Pass 1 luôn. Mình chọn cái phần số 4. À, nó sẽ gọi ra. Thì hiện tại là nếu mà mình theo như mình được test á, thì nó đi số người mà để mà nó đi theo mình á, là 8 đứa. À, 8 hoặc là 6. Ồ, 6 đứa hả? Thì mình gọi ra thơm tử xem như thế nào. Hình như là đây đây, để coi thử bao nhiêu đứa người nha. Để mình chạy. Tám đứa đấy. Mình gọi thêm nữa thì chắc để mình gọi ra nhiều nhiều quá. Mười, gọi ra mười mấy người đây coi. Chạy theo bao nhiêu người nó chạy theo. Đó. À, 7 à, 7 người mình nữa là 8 à. Thì nó sẽ bị lỗi nha, giống như bạn khi mà bạn đứng xa như nè. Nó load file thì nó. Đó. Ok ha. Thì để mà gọi súng á thì để mà gọi súng thì bạn một là bằng
bạn cái dùng bạn đến cửa hàng mua súng nha. Để bạn bấm phím L coi. Bấm phím L. Bạn đến cửa hàng mua súng. Đây, để mình di chuyển tới cửa hàng mua súng. Để mình di chuyển xin đến cửa hàng mua súng. Ôi, 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 ôi. Đây, để mình di chuyển. Mình vào mình mua. Ở đâu vậy đây? Coi nó bò nó bị lót á, lắc á. Mình dùng dùng tele à, không được rồi, vậy là mua súng thì không được, tại vì mình không phải là nhân vật, không phải ba nhân vật chính nha. Thì để mà gọi súng ra thì các bạn dùng một cái bản mod súng khác, còn không thì bạn có dùng F6 luôn, F6 nó cũng có nha, thì bị trong F6 nó cũng PC Trainer này, F6 mình kéo chọn xuống cái web Weapon Option, cái Weapon Option cái bạn chọn xuống cái Pistol này, Pistol là súng lục rồi rồi, ok đó, vậy thôi. Rồi để này, để của mình nó tới nó đánh đó. Ok hiểu chưa? Rồi nhưng mà bây giờ mày mình muốn mod giúp mua súng cho những đệ đó thì sao? Bấm body. Đó, kêu ra thì mình ra ngồi lại. Ra ngồi lại mình sẽ chọn Vbon nè. Rồi chọn xuống cái mod. Đó. Đó, mình gọi thêm người. Thì mình lên cái span border wall nè. Đó, mình chọn cho nó ra. Xong rồi mình về bon. Ấy hình như là một đứa một cái gì sao này. À hồi nãy mình lỡ bấm nó mất rồi. Đó, kêu ra được. Ha, kêu ra nhiều người cầm súng được nha. Hay nhưng mà mấy anh kia nó lại không phải chạy theo mình, kiểu là mình mod ít thôi, kiểu mình mod người ra thì ít thôi nha, không nên mod một lần nhiều như vậy, không nên mod một lần nhiều là mình bị cái dính cái nút hoài. Rồi à, thì để mà mày xóa đi những cái giống như là cho nó giải tán đi, xóa đi những cái đó, nó sẽ giải tán đi ha. Rồi các bạn cứ theo cái ấy của mình nói hướng dẫn hơi nhanh thì các bạn có thể tua chậm coi kỹ giùm mình cái nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mod cái này. Thì nếu mà mod luôn á thì cái skin nhân vật này nó sẽ đổi, trong những cái nhân vật trong game nó sẽ đổi luôn skin nha nha. Có những cái nhân vật mình mod á nó sẽ đổi, còn súng lục nó sẽ đổi thành súng này luôn, mày hiểu không? Đó, nếu mà súng lục nó sẽ đổi thành súng này luôn, từ khi bạn xóa đi bạn mod đi rồi hết nó sẽ về lại từ đầu. Cái video này ngực cũng đầy đặn vái nồi này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra ngồi nha. Đó thì đó, đây là những cái file mà mình cần để mod. Thì những cái file này mình sẽ để ở dưới video nha. Các bạn nhớ bấm tải về. Đây. Các bạn vào một cái video nào đó thì các bạn kéo xuống cái phần hiển thị thêm này. Đó, tải bấm những cái link dưới tải nha. Thì cái bản mod này nó cũng y chang như cái bản mod mà Mai gì đó. Bản mod Mai rồi bản mod Rock này này. Đường rock nè, hôm trước mình làm này, thì nó cũng bao gồm những cái file như thế này và một cái file game skin rock đó. Thì gồm những file open 4 này,
RIP 5, RIP 5.NET. BC10 là F5 á, F6 á, ban đầu nó là F4, mình chỉ chuyển nó thành F6. Skin của Miss Fortune và Game Config. Thì đầu tiên là bạn cứ cài F4 như bình thường, như cái những cái phần mềm bình thường nha. Cài net 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 xong rồi bạn mở nó lên. Khi mà mở nó lên thì bạn chọn vào GT5 Window, xong rồi bạn chọn cái đường dẫn đến game thư mục game nha. Thì cái này đơn giản thì các bạn cứ cài nha. Xong rồi các bạn mở lên, mở F4 lên. Mở F4 lên thì các bạn bấm đầu tiên các bạn bấm vào remote. Khi mà những cái bạn mà game mới mở cài F4 á, hoặc là mới bắt đầu mod á, thì các bạn lưu ý cái phần này nha. Các bạn vào trong cái ISD Manager này, các bạn bật bật cái này lên, ba cái này lên. Game mình đang mở cho nên nó tắt cũng bật cũng không được đâu. Thì các bạn ban đầu nó màu xanh dương thì các bạn insert nó lên cho nó thành màu xanh lá như này là ok rồi ha. Thì bây đầu thì tiếp tục là mình sẽ giải nén cái những cái file này ra, giải nén hết ra. Đó. Skin này, tiếp thứ 5 đến 5.net. Rồi cái BCTainer, mình sẽ cài cái BCTainer trước. Thì cái BCTainer này mình đầu tiên mình sẽ đổi nó thành cái key nó lại ha. Thì cái BC bạn vào cái file mà config GUI setting này. Đó, bạn vào cái BCTainer rồi bạn vào cái file này thì bạn chuyển nó thành 117 nha. 115 nó là F4, 117 nó là F6 thì nó sẽ không bị trùng với lại cái thứ 5. Ha, ok, bạn lưu lại. Xong bạn copy nó. Các bạn dán vào trong trong thư mục GT5 luôn nha. Đó, các bạn dán vào trong thư mục GT5 là ok, là cái BC tuner là ok. Thì bạn vào cái file Miss Fortune. Thì đầu tiên á, là đây, đây là file Miss Fortune. À. Này là file súng này. Còn này file skin. Đó, file skin. Thì đầu tiên bạn vào F4 lại. Thì bạn vào mod. Bạn vào X64E. Nếu mà trong mod nó không có X64E thì bạn bấm vào đây. Ha, bấm vào đây. Giả sử đây, đây là X64E ha. Thì bạn có thấy cái chữ copy mod to mod folder không? Thì bạn bấm vào nó sẽ tự động nó copy vào trong mod nha. Đó, khi mà copy xong trong mod xong rồi, X64E.rb này thì bạn bấm show in đó, nó chỉ nhảy về thư mục mod lại đó. Thì bạn chọn mod x64e.rbf.model cd image xong rồi nữ á, tại vì Miss Fortune là nhân vật nữ thì nhân vật nữ mình sẽ chọn cái này ha. Có f này, f là nữ này, này là f f f nữ này ha, những cái f này nữ, hoặc là bạn có thể đổi như nào cũng được. Này là nam, M là nam thì cái mình sẽ đổi nữ ấy. Thì cái ba cái này ở skin ở trên là mai hôm trước mình mod rồi, cái này là mình sẽ mod Miss Fortune nha. Cái file này mình sẽ mod Miss Fortune thì các bạn copy rename nó này, rename file này xong là cái bạn vào GTA5 chọn list vào GTA5 lại và search nó, search cái tên file đó. Đó, search tên file thì nó ra một nớ vậy. Thì các bạn lưu ý bốn file này nè, chủ yếu là cái bốn cái file đó. Thì nó trong đây ở dưới là không phải mod, còn cái trên đây là mod ha. Thì các bạn lưu ý nó là bốn file này nó nằm ở đâu, là cái này nè, đầu tiên là cái ở đây ha. Rồi cái đầu tiên ở đây thì các bạn bấm bấm vào click vào từng cái. Thì nếu mà cái này nó chưa có trong cái mod file mod của mình á thì các bạn bấm copy cho nó copy ha. Cái này cũng vậy đó, đây ba này, bắt tay ba này thì cũng copy luôn, còn cái này cũng vậy đó, cũng copy luôn. Cái đầu tiên cái ở dưới này nè nó là x64 rồi, e rồi, hồi nãy mình copy rồi. Còn có những cái skin giống như là giả sử đây có những cái skin, những cái skin này mình mod đi ban đầu. Có những cái skin thì chỉ có nó cái gì có hiện hiện một cái này thôi, một cái dòng này thôi, bốn cái dòng này thôi, nó không có hiện hai dòng này. Thì cái bạn chỉ có cần copy cái dòng này thôi rồi đổi lại thôi. Còn nếu mà có thêm hai cái dòng này,
hai hai cái bốn một này thì bạn phải copy hết ha để mà đổi được hết nha, chứ không là nó không đổi được. Rồi thì đó thì nó khi mà bạn mình copy hết những cái bốn 14 12 cái file này ha, 12 nói chung 4 file nhưng mà nó lặp lại 3 chỗ đó, thì vô trong phương một mó hết thì các bạn cứ click vào đó, giả sử đó thì đó đây là thư mục mod này, ở trên màu ở trên là thư mục mod thì nó đã xong nha. Cái file này thì các bạn rename nó, các bạn sửa lại trong Midphotool, cái file Midphotool nó sửa lại đó, rồi các bạn cứ chuyển nó kéo nó vô, các bạn cứ kéo nó vô. Cái này là mình đang mở game mình không kéo được, các bạn cứ kéo nó vô, kéo xong cái ở ở chỗ đây ha, ở history chấm gì đó model email, xong rồi lên trên đây nhấp vô lại đó, thì nó hồi nãy mình cóp rồi, cóp từ ấy rồi thì các bạn kéo vô trong đây tiếp nữa ha, bắt đây ba kéo tiếp, xong rồi trên đây nữa một cái nữa, nó lặp lại một cái nữa thì các bạn copy tiếp là ba chỗ. Thì đó ban đầu là mình chưa có mod gì hết á thì mấy cái này không có đâu nha, thì nó sẽ hiện ba lần như vậy. Nếu mà hiện ba lần thì các bạn phải copy ba nơi như này, các bạn click vào vào copy, những cái file này nó tự động nó sẽ copy ba nơi như này. Còn nếu mà nó chỉ xuất hiện một lần này, hoặc là những cái file này thì không quan 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 trọng đâu nha, không có quan tâm đến, nhưng mà nó đi theo bốn file này nè đó, một chỗ nếu mà nó xuất hiện có một lần thì cứ bạn cứ copy một lần và chép cái chỗ đó thôi thì nó hoạt động. Nhưng mà nếu mà nó xuất hiện là hai lần nữa là ba lần như thế này, ba chỗ này thì cũng phải copy hết ba chỗ này luôn ha. À, các bạn lưu ý nếu mà nó sẽ xuất hiện có hai lần nữa thôi, có lần này với lại lần này nữa thôi, không có xuất hiện ở đây thì các bạn cũng chỉ copy hai cái này thôi, là kéo thả nó nha, kéo thả cái này đổi tên lại xong rồi kéo thả vô, đổi tên lại xong rồi kéo thả vô. Chứ mà nếu mà nó các bạn chỉ có copy có ở chỗ X64E này nè, trong hướng dẫn á, trong hướng dẫn thì nó kêu là copy trong X64E nha, nhưng mà thật ra là không có đúng. Có những clip ở trên bên ở ngọn clip mà người ta hướng dẫn ở ở trên những cái kênh YouTube á thì nó chỉ kêu copy ở X64E thôi, nhưng mà thật chất là copy rồi mà nó không có hoạt động thì các bạn phải search nó và coi thử nó này đang nằm ở đâu, đang nằm ở hai chỗ này thì các bạn copy tiếp ha, và rồi kéo thả vô tiếp ha, là xong ha, kéo thả bên ơi đó, cái chỗ này nữa đó, kéo thả thêm chỗ này nữa là ok ba chỗ xong rồi ha, xong rồi xong skin làm mod xong thì các bạn vào fit tiếp cái súng, cái mod tiếp cái súng thì cái súng này nó chỉ nói là ở part tay 8 này, cái mình vào mod mod rồi update X64 DLC bắt nè, rồi bắt tay 8 này, bắt tay 8 NG này đó, rồi đó X64 modem này, nó đi theo đường dẫn của mình nha, simi may rồi webon này đó. Thì nếu mà cái này mà cái file này mà trong phương mod mod cũng không có luôn thì các bạn cứ cứ đi theo đường dẫn mà không có mod nha, ở dưới đây các bạn tìm theo đường dẫn ở dưới đây ngay cái file update này, này cái file update này nè đó, kiếm cái đường dẫn đúng cái này đúng đến đó, giống như là đây đi sẽ bắt nè, rồi bắt tay 8 này đó, đi đi này đó, X64 này modem này XMay này reborn này đó, thì nó sẽ hiện qua file copy thì bạn bấm bài bấm copy for the mod folder thì nó sẽ được copy vô à, kiểu copy xong á, thì nó nằm ở đây ha, nó sẽ nhảy vô trong thư mục mod, xong rồi cái các bạn cứ kéo những cái file này dục vô thôi, kéo những cái file này dục vô, kéo những cái file này dục vô thôi ha, mình đang mở game kéo được, kéo kéo dục vô, kéo những file súng này nó dục vô, nó sẽ đè lên những cái súng kia. Ok ha, đi lên là xong, là nói chung là mình xong cái phần skin và súng rồi rồi ha. Thì còn cái ba file này thôi, mình hay nó hay nói cài sau cùng thì rip 5 thì các bạn vào bin nè, các bạn copy ba file này các bạn bắt vô
À, bắt vô thư mục GTA5 á. Rồi, ra. Rồi cái readfrom.net thì các bạn sửa lại cái file config setting này. Chuyển nó thành S3 cho nó không bị trùng với S4 á. S4 readfrom.5 á. Rồi các bạn copy những cái file này vô trong GTA5 là xong. Rồi, còn cái game config thì đó, bạn vào phần game config thì đầu tiên là bạn phải coi cái game của mình này, GTA5 này. File chạy game này rồi nhích từ phải vô rotate chọn default coi phiên bản của mình đang ở đâu. Phiên bản của mình là 1.0.2372.2 thì trong game config là cái đây là phiên bản mới nhất của mình rồi, ok ha. Còn những bạn mà có game phiên bản thấp hơn, các bạn mà xem cái cấu hình cái phiên bản của mình rồi mà thấp hơn thì nó nằm trong đây ha. Nhưng mà có những cái game của mấy bạn yêu cầu mình hỗ trợ thì có lại thấp hơn nữa là 1.0.3500 hoặc là thấp hơn nữa, không có 757 trở lên ha, thì các bạn nên cài lại game mới luôn. Mình có một clip hướng dẫn cài game mới nha. Mình có một clip hướng dẫn cài game mới ở đây này đó, thì các bạn coi và cài lại thì nó nằm ở dao động ở phiên bản này, phiên bản V20 này trở lên ha. Rồi thì nếu mà các bạn phiên bản giống mình đây thì các bạn lưu ý là x 0.1x này đến 5x cho fix này, là cái những cái x nhỏ này là xe ra ngoài đường ít hơn, còn những cái 5x 4x là xe ra đường nhiều hơn, nó giống như là nó ra ngoài đường gấp 5 gấp 6 lần vậy á. Còn x cho fix này nó ra đường nhỏ hơn đó, thì các bạn tùy theo cấu hình máy yếu thì có thể dùng những ít ở trên, có mình máy cao thì có thể dùng những ít ở dưới. Còn mà nếu muốn mặc định trong em thì cứ chọn cái này ha. Rồi game config thì đầu tiên là bạn vào mod để mà kéo game config cho bạn vào mod, còn update update rbf command data kéo xuống thấy game config không, kéo nó vô ha. Game mình đã mở kéo không được đâu nên thoát game đi rồi mấy cái mới mới làm mod nha. Các bạn kéo nó vô xong rồi các bạn nó hiện ở 90 GB này là đúng. Các bạn bấm chuột phải vào, bấm edit. Các bạn gõ control F, gõ clone. Em ban đầu nó là 60, các bạn chuyển nó thành 600. Save nó là ok. Tại vì 600 thì nó mặc định trong mod game mod mấy diễn đàn mod báo nói lại vậy rồi. Thì ok là xong, là coi như là hoàn thành. Các bạn mod này. À, rồi các bạn vào game thôi. Vào game thì đầu tiên thì cũng có các bạn bấm F56 hồi nãy mình hướng dẫn đó. Vào thì mà biến chuyển thì kinh rồi muốn làm gì làm. Gọi ra thì có cứ vậy thôi. Di chuyển bằng nút 2 nút 8 nha. Lên xuống bằng 2 nút 8. Body nút bàn phím số nha. Đó. Thì đó gọi ra. Ôi trời, giả sử nha, cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến skin ở trong game luôn nha. Đây 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 giả sử đây bữa mình mod Smite này, nhân vật Smite này nó nằm trong game luôn, nó thay đổi skin nằm trong game luôn nha. Đó. Đó nha. Lưu ý nha, khi mà đã mod thì nó sẽ thay đổi luôn trong game. Đó, coi như là mình nếu mà mình mod hết tất cả nhân vật trong game thì nó sẽ thay đổi hết nhân vật luôn. Mày lưu ý. Và nó sẽ bị giống như là cái mod skin này nè, nó dễ bị lót lỗi lắm nha. Đó, ở xa nhìn xa thì nó hay bị nhấp nháy nháy vậy này. Đó. Đó, kiểu vậy ha. Các bạn lưu ý cái phần này. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã coi clip của mình nha. Nếu mà thấy hay có thể like, share, subscribe, đăng ký kênh của Bạc Gaming để coi những cái clip mình hướng dẫn khác nha. Thì kênh mình cũng được 191 subscribe rồi. Nếu mà các bạn có ủng hộ mình thì có thể đăng ký giúp mình coi và đăng ký giúp mình. Thì mình cũng có nhiều bản mod hay hay lắm ha. Các bạn nào mà mod skin không được thì có thể dùng những cái bản mod đơn giản hơn của mình ha.
Đó. Ok nha. Bye các bạn nha. Rồi, bye các bạn nha.